Thưa quý vị, hội thi tinh học trẻ toàn quốc năm nay vừa kết thúc. Ban tổ chức đã tìm ra được những gương mặt xuất sắc. Giai đoạn thí sinh thành phố Cần Thơ đạt 3 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Ba sản phẩm đạt giải nhì ở nội dung phần mềm sáng tạo gồm phần mềm hướng dẫn kỹ năng sống của nhóm thí sinh võ duy hoàng và cao minh nhật trường trung học cơ sở thốt nốt, SEGI của nhóm thí sinh nguyễn thị trúc mai và trần như quỳnh trường trung học phổ thông phan văn trị huyện phong điền và sephinet vì một không gian mạng an toàn của nhóm thí sinh nguyễn hoàng quân và nguyễn quỳnh yến nhi trường trung học phổ thông chuyên lý tự trọng quận cái răng. Hội thi năm nay diễn ra sôi so nổi với sự tham dự của hơn một thí sinh hội thi đã đóng góp quan trọng trong việc phát hiện tài năng tin học trẻ thúc đẩy phong trào học tập làm chủ công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi